Này tôi giới thiệu về phương pháp lắp ráp cái mặt vi lát và bỏ cò mổ, điều chỉnh bỏ cò mổ. Thế đây là cái mặt vi lát của máy D15. Trước khi lắp ráp ta kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra bộ xúc bắp. Xúc bắp đây là phải kín. Thứ hai nữa đấy là cái các cái đuôi xúc bắp không được quá lún. Nếu quá luôn là anh sẽ đụng cò mổ vào trong cái bát lò xo. Thứ hai là kiểm tra xem mặt vi lát có bị nứt hay không. Đại đa số là nứt ngang đây hoặc là nứt ở bên trong cái đường nước gần với lại cái ốc vi lát. Thứ ba là thông cái lọ nhỏ của cái buồng đốt phụ. Đây là cái buồng đốt phụ, bên trong là rộng. Đây là đường dầu phun ra, còn đây là cái lọ thông. Nếu mà cái lọ này mà bị tắc là cái đường dầu phun ra không thông, cho nên là rất khó nổ. Nhưng mà khi nổ được thì làm việc được, nhưng mà để ý là cứ hễ mà tắt máy đi khởi động khó nổ, mà hễ nổ lên làm việc tốt thì là do cái lọ này. Rồi cái thứ hai là phải lau chùi sạch sẽ cái mặt này, là phải cạo sạch, nhất là các cái chân của cái ốc đầu bò này. Rồi ta mới đưa dòng cái lát vào. Dòng này nhớ đặt đúng chiều là một, đúng cỡ là hai. Các bạn nhìn tôi làm. Vặn ốc với lát là nhớ là phải làm vệ sinh sạch sẽ, kể cả bu lông và cả đai ốc. Vặn cái mặt quy lát này cơ bản thứ nhất là phải đều, thứ hai là phải đủ lực. Một số những cái mặt quy lát đấy là sử dụng lâu ngày đấy là hay bị lún cái chân này, chân ở mặt quy lát, tức là cái chân mà vặn bu lông vào, vặn ốc vào ấy. Đây, chân này là hay bị lún, mà anh đã lún cái chân này là phải thay cái mặt quy lát, bởi vì là mình vặn vào chắc rồi ấy, nhưng mà anh chạy thời gian sau anh lại thổi trong quy lát mà không biết nguyên nhân tại sao, thì lúc đấy là ta nghĩ ngay là ta nhìn vào cái chân của cái ốc ấy là cái mặt quy lát nó bị lún cái chân, thì là làm việc anh hay thì thổi trong quy lát đấy, nhớ cái việc đấy. Thứ nhất là vặn đều, thứ hai là vặn đủ lực. Vặn tương đối chặt rồi. Lúc bây giờ ấy, là ta mới bắt đầu xít. Thank you.
Bây giờ ta tiến hành lắp bỏ cò mổ. Trước khi lắp ráp bỏ cò mổ, ta phải kiểm tra cái bạc cò mổ. Bạc cò mổ mà hắn lắp bị lỏng thì ta phải thay cả cái bộ dàn cò mổ này. Còn nếu mà ta đóng ép vào ấy, là sau thời gian nó chạy là hắn sẽ bị rạo ra. Giờ ta tiến hành lắp cò mổ này, ta đưa đũa vào. Nếu mà các bạn chưa quen đấy là phải soi đèn, còn như tôi lắp quen rồi, tôi không cần phải soi đèn. Ta xem là hắn đã vào lỗ chưa này. Tôi quay. Hiện nay là cái đũa bên này là chưa vào. Kiểm tra này, ta đặt tay vào như này, ta quay trục đủ, ta thấy nó đẩy lên đẩy xuống thì là chắc chắn nó vào. Thế ta phải quay đến cái vị trí mà cả hai cái xuống thấp nhất, cả hai cái đũa ăn xuống thấp nhất. Đấy. Thông thường là xuống cái hai cái đũa ăn xuống thấp nhất thì bằng nhau. Lúc bây giờ ấy, là ta phải đưa quả mổ vào. Lại.
chú ý là xin hai con ốc này đều đều tay. Bây giờ đến cái khâu là điều chỉnh xúc bát. Thế để điều chỉnh cái xúc bát ấy, tại sao phải điều chỉnh cái khe hở ở đây? Bởi vì nếu như mà ta không điều chỉnh cái khe hở ấy, thì hoặc là lúc nào nó tỉ vào cái xúc bát này là cái buồng đốt sẽ hở, lúc nào cũng hở. Đấy. Hoặc là xa quá như này, xa quá như này là ăn sai cái vị trí đóng mở, tức là ăn đóng không đúng lúc và không đúng kỳ. Thứ ba nữa ấy, là ăn quá xa, ăn quá gần, sát vào giống như cái bên này chẳng hạn, sát quá như này thì khi chạy làm việc đấy là máy nóng nên cái là cái xúc bát vẫn có cái độ giãn nở ra thì nó sẽ tỉ và làm cái buồng đốt sẽ bị hở. Thế cho nên là ta phải tiến hành là chỉnh qua mổ. Thế về cái việc này ấy, là rất nhiều người không biết cách chỉnh làm nào cũng phải, cứ chỉnh xong cái lại há ra hoặc là lại vẫn tỉ. Bây giờ ta làm này, ta quay trục hữu, quay trục hữu này, quay theo cái chiều quay của máy. Đấy, thì ta thấy là hai cái xúc bắp hắn mổ đều rồi, như vậy là đũa đã vào đúng vị trí của hắn. Đấy, thế đúng ra đấy, là ta chỉnh làm nào mà hai cái xúc bắp đang nằm ở cái vị trí tự do. Bây giờ muốn tìm được hai cái vị trí tự do này thì ta làm này, ta quay theo chiều quay của máy. Đấy, thì ta thấy cái xúc bắp xả hắn mổ trước, xong tiếp tục đến cái xúc bắp phút hắn mở. Đấy, bắp phút hắn mổ. Thế ta vẫn tiếp tục quay để cho cái xúc bắp phút hắn mở xong mình cái ta quay một góc cái tầm khoảng độ 90 độ. Đấy, ta chắc chắn rằng là hiện nay là hai cái xúc bắp vẫn đang bị lạnh, có nghĩa là cái kỳ này là piston hắn đang ở kỳ nén hoặc là kỳ nổ, thì là hai cái xúc bắp này đang đóng, như vậy là hai cái này là hắn đang lạnh. Còn cũng xúc bắp cái piston đang chạy lên điểm chết trên ở cái vị trí này này, đây, đấy. Thì là hắn đang ở cuối kỳ xả và đầu kỳ hút, thì cái này hai cái xúc bắp vẫn đang mở, đang làm việc, cho nên là ta chỉnh qua mổ là không được, mà ta phải chỉnh đấy khi cái xúc bắp hút hắn mở xong. Đấy, thì ta quay được khoảng 90 độ thì ta chắc chắn là đang ở kỳ nén hoặc kỳ mổ, như vậy là lúc bây giờ ta phải chỉnh. Các bạn nhìn tôi chỉnh nơi ốc hàm ra. Đấy, nơi cái con ốc hàm này ra, người ta bắt đầu từ từ vặn hắn vào. Vặn đến lúc nào mà thằng này nó bắt đầu chớm vào cái đuôi xúc bắp thì ta nới ra một tí, một góc khoảng 90 độ. Đấy, để ta chỉnh. Thế thông thường chỉnh cái xúc bắp hút là làm nào cái khe hở này ấy, làm vào cái khoảng độ 0,25 đến 0,35 là được. Còn xúc bắp xả thì từ 0,30 đến 0,45 là được. Nếu mà ta có cái căn ấy, thì người ta đưa cái căn lá, cái miếng tôn lá ấy vào trong này, cái 0,25 nó lọt, còn cái 0,35 nó không lọt, như vậy là được. Còn cái bên này, à, cái bên hút, còn cái bên xả đấy, bên xả ấy, thì là cái 0,3 lọt được và cái 0,45 không lọt thì coi như là được. Đấy. Thế bây giờ ấy, cách chỉnh tôi nói lại này, nới ốc ra này, anh đang lỏng này, xong mới đưa anh vào này, đưa anh vào anh chớm đụng đến, đấy, chớm đụng đến, xong ta xoay ra khoảng một tí, đấy. Ta cảm thấy như này là được rồi, thì lúc bây giờ là ta bị hàm lại. Hàm mới thông thường lấy cái túc lơ vít vào đây, hoặc là ta lấy cái kim ta cặp chặt ở bên trong.
lấy kim ta cặp chặt lại, ta hãm lại. Xong ta kiểm tra rồi, thế là được. Tiếp tục cái bên này. Nới là phải nới để cái con ốc này nó chảy ra là mới được. Xong ta bắt đầu tiến hành ta đưa vào. Chạm tới này. Đấy. Xong nới ra một tí. Cảm thấy này là được rồi, giảm lại. Rồi, này là được. Như vậy là tôi vừa lắp xong cái xúc bắp. Sau khi lắp xong, ta quay một vòng theo chiều quay của máy nhé, để ta kiểm tra. Nhiều bạn là khi mà làm xong như này, cái chúng ta đây này thì mình lỏng đấy. Đấy, lỏng đấy. Hắn lỏng ra là do thứ nhất là các bạn chỉnh không đúng cái lúc mà hai cái xúc bắp nó đang đóng. Thì lúc bây giờ ấy là cái độ nó đang chống lên thì là ta chỉnh xong những cái, nhưng mà sau này ta kiểm tra lại là lại hoặc là lại hở ra hoặc là lúc nào nó tỉ. Đấy. Cho nên là khi mà chỉnh ấy, là các bạn nhớ cho tôi này. Thứ nhất là để hai cái đũa lán bằng nhau và nó đang nằm ở vị trí dưới cùng. Như khi nãy tôi lắp hai cái đũa gọi là tôi lấy cái tay tôi chật này. Xong bắt đầu là tôi quay để hai cái đũa nó trống lên, nó lần lượt trống lên, xong bắt đầu là lấy xuống, nó xuống bằng thì một cái là tôi để đấy tôi lắp xúc bắp vào của mổ vào. Lúc bây giờ là tôi chỉ biết lắp và tôi chỉnh xong cái là tôi kiểm tra lại. Đấy, kiểm tra lại. Hai cái mổ xong cái đó, lúc bây giờ là tôi vẫn thấy như này là tốt. Vậy là tôi đã chỉnh xong cái xúc bắp. Thế bây giờ cái xúc bắp này, nếu mà ở cái máy nhiều máy đấy, thì là người ta căn cứ vào cái lúc mà xúc bắp hút và xúc bắp xả hay làm việc. Có nghĩa là khi mà xúc bắp xả, hắn vừa xả xong xúc bắp hút, hắn hút luôn. Đấy, thì là lúc đấy là ta đang quay đúng cái chiều quay của động cơ. Đấy, nếu mà tôi quay này, tôi thấy cái xúc bắp xả, hắn xả này, xong đến xúc bắp hút, hút luôn. Đấy, thế tại cái vị trí này đấy, này các bạn nhìn này, tại cái vị trí này ấy, là người ta gọi là cái vị trí hai cái xúc bắp trùng nhau. Đấy, trùng điểm. Có nghĩa là hiện nay là hai cái xúc bắp này là đang mở. Cái buồng đốt nó chỉ có một lúc duy nhất, có nghĩa là hai lúc này là hai cái xúc bắp đang mở. Đấy. Như những cái trường hợp này ấy, khi hai xúc bắp đang mở này mà máy đang nổ đấy, đang hơi phì cái khói ra đường ống hút. Cho nên là ta thấy cái ống hút vẫn bị đèn. Là lý do là có một lúc hai cái xúc bắp này nó mở. Thế cái góc này người ta gọi là góc trùng điệp. Mà tại cái vị trí này là piston đang nằm trên đỉnh chết trên. Đấy. Đang nằm trên đỉnh chết trên. Thế cái vị trí này người ta gọi là cái vị trí để xác định cái đỉnh chết trên của cái máy đấy. Đấy. Người ta gọi cái vị trí này là cuối kỳ xả và đầu kỳ hút. Còn khi mà trong một chu kỳ làm việc của cái động cơ đấy có hai lần lên xuống của piston, nhưng mà hai lần lên xuống đấy thì có một lần là đang cuối kỳ nén và đầu kỳ nổ, và một lần là cuối kỳ xả và đầu kỳ hút. Đây là đang cuối kỳ xả đầu kỳ hút, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Còn nếu tiếp tục quay thì là khi hút xong là sẽ nén này, nén xong là sẽ nổ. Thì trong cái vị trí này ấy, là hai cái xúc bắp vẫn đang tự do, mà ta điều chỉnh ở trong cái vị trí này. Tốt nhất là cái quả piston đang nằm gần những chiếc trên, đấy, đang nằm gần những chiếc trên thì là hai cái xúc bắp, là ta điều chỉnh hai cái xúc bắp là cũng được.
Còn nếu mà ta không điều chỉnh kích, tôi lấy ví dụ là các bạn mà điều chỉnh đang vào cái lúc này là không được, đúng không? Lúc này nếu mà tôi nới đây là cái thì cái lò xo này sẽ đẩy lên, mà tôi chỉnh như vậy là sao tôi quay nữa làm cái miệng này sẽ há đó, là không được. Đấy, đấy là cái phương pháp điều chỉnh con cò mổ. Cái này nhiều bạn không làm được, hỏi đi hỏi lại, nhưng mà tôi nói rất cụ thể nhưng mà cũng không làm được. Tôi nói lại một lần nữa này, tức là khi đưa hai cái đũa vào thì tay chân tay và hai cái đũa chắc chắn hai cái đũa hắn đã nằm trúng cái vị trí của cái đệm đẩy rồi, ta quay bánh đà thì thấy hai cái đũa khi cái này đẩy lên và cái kia đẩy lên, thì khi mà hai cái không còn đẩy nữa thì nằm xuống bằng nhau, thì ta quay cái bánh đà đến cái vị trí mà nằm bằng nhau đấy, thì lúc bây giờ ta hãy lắp xuất phát vào, quả mổ vào, thì khi lắp quả mổ vào là ta điều chỉnh ngay đấy, chúng ta không cần xác định gì cả. Có nghĩa là khi mình đã đặt tay vào hai cái đũa này ấy, là chắc chắn là quả piston đang ở cuối cái nến và đầu cái nổ, cho nên là hai cái đũa đang nằm cái vị trí thấp nhất vẫn bằng nhau. Đấy. Rồi tiếp tục, khi lắp ráp xong thì ta nên lắp luôn cái đầu bò, cái nắp cabo, đây gọi là cái nắp cabo. Cái này ấy, thứ nhất đây là đây có con ốc dầu về này, dầu khi bơm áp suất cao vào đây sẽ nổi cái này lên, cái phao này người ta gọi là cái phao báo nhớt. Thế cho nên là khi cái phao báo nhớt này bị hỏng răng hoặc là bị vỡ linh tinh nên là hay chảy nhớt ra ngoài, thì phải khắc phục bằng cách là phải thay cái phao ấy. Còn khi làm việc mà ta không thấy cái phao báo là ta phải kiểm tra ở đây. Đấy, khi ta quay nổ mà ta nới đây ra mà không thấy dầu phun ra ở đây là ta phải tắt máy ngay lập tức, chứ không là cái trục hủy hỏng liền, bởi vì là lúc bây giờ là dầu bôi trơn chưa lên. Đấy, thì cái đường này là vào đây, vào cái lò bên trong này rồi hắn sẽ bôi trơn cho cái hệ thống này. Thứ hai là bên trong này hắn có một cái cần giảm áp, đây các bạn nhìn thấy cái cần giảm áp, cái cần giảm áp này bên trong này là một cái cam. Nếu như mà ta xoay cái cam này như thế nào đấy mà cái cần giảm áp lúc nào nó tỉ vào đây thì máy không nổ được. Nhưng mà nếu như mà ta xoay cái cam này ấy, mà nó ở cái vị trí quá thấp thì khi hắn đạp vào đây được ít thì khi ta quay là máy rất nặng. Đấy, cho nên là muốn điều chỉnh được cái này thì ta lắp vẫn vào này, ta lắp vào. Đấy, lắp vào xong bắt đầu là ta mới điều chỉnh. Thì khi mà điều chỉnh là ta nới cái con ốc 24 này ra, và đây là đây có con ốc 24, đây con ốc 12. Đấy, lúc bây giờ là ta sẽ điều chỉnh. Các bạn nhìn tôi điều chỉnh này. Dùng cái lê 24 nới con ốc này ra. Đấy, xong dùng cái cắt lê 12 hoặc 13 gì đấy ta điều chỉnh, nhưng mà ta phải hãm đây lại, ta hãm cái này lại, xong ta điều chỉnh cái này. Đấy, điều chỉnh đi điều chỉnh lại để sao cho cái này ấy, khi mà ta đưa nó vào là nó phải đạp, như trong trường hợp này là nó không đạp. Khi ta đã điều chỉnh được rồi, ta hãm cái con ốc 24 này lại, nhưng mà đấy, này là đang đạp rất tốt rồi. Nếu mà đạp quá là không được, đạp như này là được. Khi ta chỉnh xong thì ta cảm thấy là cái này lỏng, chứ còn cái này mà chặt là hiện nay đang bị đè, bởi vì cái cam ở đây ấy là xuống cái vâu quá sâu nhưng đang bị đè. Khi ta làm xong là anh phải thoải mái thế. Đấy, xong rồi hãm lại.
Đấy thì như vừa rồi là tôi vừa giới thiệu xong cái cách lắp ráp cái mặt quy lát, cái bộ cò mổ và cái phương pháp điều chỉnh cái giảm áp này. Nhớ là cái giảm áp này ấy, tỉ quá là máy ông nổ đó, bởi vì nó hở bông đốt. Còn mà tỉ ít quá là ta quay nặng. Khi ta quay thấy nặng, hiện tượng nặng thì ta phải kiểm tra cái này. Sau đấy rồi phải kiểm tra cái khác. Nếu mà cái này đã chuẩn rồi đấy, thì quay máy nặng là do cái cơ phận bên trong. Vậy là vừa rồi là tôi vừa giới thiệu với các bạn xong cái bài hôm nay.